con này chết chuối. Ui trời ơi, ui trời ơi, bạn ơi, thấy nó lượn mà. Ui to này. Chào các bạn nhá. Đây, sau cơn mưa trời sắp tối, mình review chỗ khu vực này cho các bạn xem nhé. Không biết có kiếm được em nào không? Đầu tiên ra cái cửa cống phát. Đông đông vào bác. Chạy ngay. Chạy đi các bạn. Chạy ngay được. Đây các bạn ơi, được em chép. Úi xời, ok. Ui các bạn. Không có các bạn đâu. Đây các bạn nhá, ra cái cống này. Để mình đội cái cam lên đầu ạ. Biết cái cửa cống này có được con nào không? Nên xui.
Còn gì đội lên này các bạn. Sầu lắm, cái này mình chịu rồi. Lắm các bạn. Mất rồi. Con này chết chuối. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Các bạn ơi, thấy nó lượn mà. Ui, to đây. Được chưa? Ok các bạn. Thấy nó chạy mạnh. Nó lên một mình các bạn. Bắt được con giết con trưởng nào về vất. Ok các bạn, thế là được hai tên những xịt lô bắn đầu. Cóc à. Chú cóc cụ. Vớt cái này về cho vịt nhá. Ôi xưa. Con nó đã hết. Không động em nào.
Là chạm phát cửa cổng này vừa xem nó có nổi lên được phát được không. Không nào mình vào. Ok bạn nhá. Đây. Hàng đây. Thấy chưa? Ok. Đây các bạn nhá, đi một lúc rồi. Bây giờ tối không? Đây, vào đây. Tình hình là một em sộp khổng lồ, béo chưa? Nhìn nó béo chưa? Các bạn nhìn nè. Béo ú. Úi. Đây một em chép nhá, chép đồng này. Ok các bạn, còn mấy con tép này mình thả đây. Đây, quay lên mình thả đây. Đấy. Thả cho lớn các bạn. Lấy cái này vào đây sẽ bị rớt củ hết. Đây, ok các bạn nhé. Cá mình đây còn chép nó đang lổ vòng khoảnh chắc là chết rồi.